rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của xã hội hiện đại, ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực của đời sống. Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cuộc cách mạng này có tác động như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe trong một cuộc khảo sát gần đây tiến hành cùng the economist người ta đã tiết lộ thế hệ baby bomer thế hệ những người sinh ra sau thế chiến thứ hai sẽ tạo nên thị trường rộng lớn tiêu thụ các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới trong việc chăm sóc sức khỏe và là những người đầu tiên chấp nhận một hoặc nhiều sản phẩm công nghệ cao khác hẳn với những người sinh ra trước đó luôn rè rặt và không thoải mái hoặc không quen sử dụng công nghệ mới trong ứng dụng chăm sóc sức khỏe những người ở độ tuổi 40, 50 hoặc 60 ngày nay đa phần thoải mái với công nghệ và tiếp nhận nó một cách linh hoạt. Căn nguyên của các xu hướng biến đổi này là sự ảnh hưởng tích cực của công nghệ toàn cầu hóa và những thay đổi về nhân khẩu học. Đây là những xu hướng lớn, những biến đổi và định hình tương lai đối với các doanh nghiệp, nền kinh tế, công nghiệp, xã hội và đời sống cá nhân. Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe là cơ hội kinh doanh độc đáo. Với nhu cầu sức khỏe ngày càng tăng, việc chăm sóc sức khỏe đang được tái tạo, kết quả y tế đòi hỏi phải chính xác hơn, đáp ứng đa dạng mặt bệnh hơn và vì thế để triển khai các phương pháp tiếp cận mới kết hợp chẩn đoán, can thiệp chăm sóc sức khỏe và lưu trữ bệnh sử được kích hoạt bởi công nghệ kỹ thuật số, ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe trở thành một cơ hội kinh doanh độc đáo. Khách hàng được trao quyền, bệnh nhân, bác sĩ và người trả tiền mong muốn được hiểu và tiếp cận với công nghệ đáng tin cậy cho kết quả sức khỏe tốt hơn, có các ứng dụng lâm sàng hiệu quả hơn. Công nghệ thông minh sẽ cho phép cung cấp kết quả y tế với hiệu quả cao hơn và ngày càng giảm các chi phí phụ tốn kém khác. Những ngôi nhà thông minh chăm sóc sức khỏe, khi máy móc trở thành công nhân, trí tuệ nhân tạo và robot sẽ cho phép nhân viên y tế tập trung vào lĩnh vực chuyên môn cần thiết khác. Đồng thời cho phép họ dựa vào máy móc để tăng hiệu quả phân loại bệnh và đưa ra quyết định lâm sàng đúng đắn nhất. Các thành phố sẽ đầu tư xây dựng năng lực chăm sóc sức khỏe để giải quyết sự khan hiếm tài nguyên. Người ta sẽ nhanh chóng chấp nhận sự ra đời của các ngôi nhà thông minh và chính điều này sẽ tăng cường kết nối cho kết quả sức khỏe tốt hơn bằng cách xây dựng các hệ sinh thái hữu ích và đáp ứng tốt cho sức khỏe cộng đồng, có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của bệnh nhân, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và người tiêu dùng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành dữ liệu y tế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa, vật lý, sinh học với sự đột phá của internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Với ngành y tế, cuộc cách mạng công nghiệp này đang gõ cửa mang lại nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tại các bệnh viện và cơ sở y tế ngày nay, cơ bản đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc vận hành dữ liệu y tế cho hoạt động khám chữa bệnh, theo dõi hồ sơ, tình trạng, tiền sử bệnh của bệnh nhân. Lắp đặt và sử dụng các hệ thống điện tử trong việc lập và theo dõi phác đồ điều trị có thể giúp hỗ trợ giải quyết thực trạng đang còn tồn đọng, giúp cho bệnh nhân được điều trị nhanh chóng, nhất quán ngay tại địa phương cũng như giảm tải rất nhiều cho đội ngũ y bác sĩ trong công tác khám chữa bệnh. Ứng dụng công nghệ 4.0 tại Việt Nam trong tương lai gần, công nghệ 4.0 đang dần có những thay đổi to lớn trong việc chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa bệnh tật, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng những thuật toán hiện đại, bằng trí tuệ nhân tạo và bằng công nghệ số kết nối vạn vật. Với những quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ, ngành y tế Việt Nam cũng đang tìm cách sớm tiếp cận với công nghệ 4.0 trong mọi khâu của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, 8 lợi ích của việc hít thở sâu sẽ là nội dung chính chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.